nhà này ở ấp 4 xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Ở đây ra chợ Bình Chánh cây số xe du lịch vô tới nhà được. Cái sân này đang còn trống là sân của mình là 40 mét sân nè, 4 nhân 10. Sân của mình là 4 nhân 10 đất thổ cư. Nhà của mình nó là 4 nhân 17, đã xây dựng 4 nhân 17. Có gác lửng nó chơi. Hai phòng, ở trên có hai phòng. Ở dưới một phòng toilet rồi ở đây là bán nhà không. Toilet. Ở đây là sân sau của mình là 4 nhân 6. Đó, sân sau còn trống là 4 nhân 6. Cái bên đất ta, nhà mình hướng Tây Bắc nha bà con. Hướng Tây Bắc. Giá chủ đang gửi là 2 tỷ 8. Thì ấp 4, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, ở dưới có một toilet. Ở dưới có một phòng ngủ. Ở đây có bếp ăn, nhà ăn đây, nhà ăn bếp ăn nằm đây. Nhà ăn bếp ăn. Cái gác lửng nằm trên đây. Rồi bữa hôm ba hỏi là kinh doanh bán được không, là những chuyện căn cứ thành kia dạy học thành kia đó Phòng là khách nằm học đây. sinh trường cấp ba học đây không? Gác lửng sân. Dạo dạo ra ngoài Đinh Đức Thiện luôn. Phải chia tay nha anh chủ nhà ơi. Chia tay Chia tay ha. Nói chào. Để chào chủ nhà. Vô nhậu à. Thôi, Chị nói nhậu. dạ, nhậu vào quốc ấy. Nào. Chị đã đến về sao Ồ, nhậu nào, vậy? nào, Sao đi muốn đi nhiêu anh? nào, bán nhà cho tiền cò đi rồi nhậu mới Thì vui. mới nói thì nhậu đụng mấy nhậu quốc tây rồi em đi cái không có Ồ. về. Thôi. Nó giỡn với tôi đi, ban ngày đi kiếm cơm. Nhà mình hướng Tây Bắc ha bà con. Đó, kế bên còn đất trống của người ta. Khó. Phải mua. Ủa đi đường đó hả? Tôi đi đường này à? Đi lạ quá đâu được. Đây đi 10 mét. 10 mét. 10 mét ra trong hẻm của mình rồi sẽ ra cái hẻm lớn đây. Rồi. Hẻm này chắc 4 mét ạ. Chắc đi khoảng 300 mét là ra tới Đinh Đức Thiện. Đây thì nhà hai bên mọc đều hết rồi. Từ đây ra tới Đinh Đức Thiện 300 m ha. Rồi từ đầu hẻm này mình chạy ra tới quốc lộ 1A chắc khoảng 300 m nữa. Đây qua chợ Bình Chánh thì chưa tới cây số đâu. Đây Đinh Đức Thiện đây. Đình Bình Thượng nha. Đình Bình Thượng đối diện cái hẻm mình đối diện Đình Bình Thượng. Đình Bình Thượng thì nằm ấp 3. Ấp 3 Đinh Đức Thiện, còn bên bên hẻm mình bên đây là ấp 4 Đinh Đức Thiện. Cái hướng vào đây Thuận Phát Thuận Phương nha, công ty mai Thuận Phương đi chút xíu nữa là có đường đường hẻm rẽ vào tí xíu nữa rẽ vào nữa là tới tới cái căn nhà của mình 2 tỷ 8 còn thương lượng á, bà con mình vô trả giá đó. Phía trước mình là quốc lộ 1A rồi đó. Đây là đường Đinh Đức Thiện. Đây là có đình nha, có chùa, chùa Phước Thiện, có đình, có chùa, có nhà hàng lớn nè. Đây cái nhà hàng này lớn lắm nè, đó nhà hàng Mỹ Xuân nè, nhà hàng này rất là lớn khu vực này. Đường này đi qua chợ Bình Chánh nè, đi qua chợ được, phía trước cũng có đường qua chợ Bình Chánh được.
Mình đang đi trên đường Đinh Đức Thiện nha bà con. Bên phải của mình là ấp 4, bên trái của mình là ấp 3. Hai ấp này cách nhau bởi con đường Đinh Đức Thiện. Ở đây là địa phận xã Bình Chánh. Xã Bình Chánh thì có chợ Bình Chánh nha. Xã Bình Chánh này thuộc huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Đất của mình là 4 x 33, thổ cư 100%. Có nhà trong đó là xây 4 x 17, đường này vô chợ Bình Chánh nè. Đường này thì đi qua nhà thờ Bình Chánh kia này. Đó, phía trước là quốc lộ 1A. Quẹo phải thì đi về Sài Gòn, quẹo trái thì đi về Bến Lức, Long An. Rồi, Văn Thanh sẽ kết thúc clip này ở đây nha bà con. Ai có nhu cầu liên hệ với Văn Thanh, số điện thoại 0917 386 227 nha. 0917 386 227. Rồi, thôi Văn Thanh chào bà con nha bà con.